xe tôi dành cho ông là nó cũng nói chung là nó cũng đông đầy hết rồi. Hả? Ủa? Ông mang bệnh ngố không phải ông mang bệnh ngu rồi hả? Hả? Đau lòng, đau lòng quá. Trời đất ơi. Hả? Hôm nay mình sẽ chơi lớn. Đây hôm nay mình mặc đồ thấy nó xịn sò không? Phải vậy chứ, phải vậy là cá mới cắn câu. Tại vì nói chung là mình phải nói chung là rửa cái mối hận này các bạn ơi. Nghĩ sao vậy? Bữa hổm á, ổng mà chạy nhanh á, ổng chạy chậm một cái á, mình đá một cái nhanh xuống bờ kè. Ba má mình ổng phun ga luôn, chứ giỡn mặt, dám giỡn mặt khi uống. Tại sợ rồi, chọc sai người rồi. Nên hôm nay mình sẽ kiếm cách cho nó xuống, mình sẽ thử lòng và mình sẽ nói bây giờ mình nói là mình nghĩ làm YouTube giống. Để coi ông phản ứng sao nha. Chắc mình nghĩ nha. Theo mình nghĩ nha, cái tánh tình của ông Sương Ngố ha. Năng nệ. Ý rồi. Bữa nay mình mà mặc đồ thấy cũng hot chứ bộ. Thấy không? Người ta hot girl, mình cũng hot quơ quơ bậy bạ luôn cũng được. Đó, phải vậy chứ, mặc đồ cho nó bán bán mà được. Nên mình nghĩ là ông sẽ nắm quần nắm éo không cho mình nghĩ, mình sẽ năn nỉ, mình năn nỉ lên mình đi thuốc cho các bạn xem. Mình nghĩ chắc ăn luôn, mình sẽ cặp quê ông một uống rồi không biết trời ơi dám giỡn mặt với mình chứ. Để coi, để mình đi đi sắp xếp. Mà nói chung á, tại tiệm mình ông sẽ bắt cỡ, ông không dám làm như năn nỉ lắm đâu. Mà bắt quá ông khóc thôi à, là dữ lắm. Hở cái khóc, hở khóc chuyện này cho thấy cảnh ha. Mình sẽ đi ra chỗ nào vắng vắng á, công viên chẳng hạn, thủ tình đồ cái đầu ổng. Thì mình đi kiếm đi điểm nha các bạn, xong rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Không phải thửng các bạn này, mà nhưng mà điều này là ở đây là Mỹ Tho chứ không phải thửng. Công viên chốn hẹn hò. Các bạn thấy không, cảnh đẹp ghê luôn không? Chuyện này mới chết cho mới dính câu. Để mình đặt máy quay nghe. Xong rồi đó mấy bạn. Lý tưởng về học. Mình điện thoại cho ổng rồi. Ông nói một chút xíu ổng nghe tới. Trời ơi. À, bản đồ đang dưới trời. Trời cũng thường không. Giỡn mặt hoài. Đồ, tôi chứ ai. Là bộ đồ dĩa xịn sò dưới trời. Trời bộ đồ nè, bộ đồ xịn tôi đó, để dành tôi đi hẹn với người yêu tôi đó. Trời ơi, trời ơi. Tôi hẹn ra đây tính nói gì vậy? Ngồi đi. Chơi gì, hẹn đi chơi gì. Hẹn nghe công chuyên là hiểu gì không? Hiểu tối ngày ông gì không? Bởi ông mang bệnh ngố. Người ta nói ông mang bệnh ngố, thật sự ông mang bệnh ngu quá. Nghĩ gì? Hả? Trời ơi. Ngu là cậu hổ chồng vô. Hiểu rồi ha. À, người ta có chuyện quan trọng. Người ta hẹn nghe công chuyên. Ta lựa khung cảnh thơ mộng không? Nghe xinh đẹp trai chưa? Đẹp ra là phải như vậy. Tóm lại là tôi á, hẹn với ông ra đây cũng như là cũng có chuyện quan trọng. À, tôi về cho nghe thấy chuyện quan trọng, hẹn ra công viên là tôi khoái. Hả? Tôi với ông là nói chung là cũng quen biết nhau cũng lâu rồi. Mấy năm mà còn gì nữa. Đúng rồi. Mấy năm trời chứ không phải một ngày một bữa. Bây giờ là tôi với ông mà cũng tác quay clip này nó cũng lâu rồi, cũng 5-6 tháng nay rồi. Nói chung là tình cảm quý mến này kia tôi dành cho ông là nó cũng nói chung là nó cũng đông đầy hết rồi. Nói chung là tôi bán tập quá mà tôi dám nghỉ một ngày một bữa đâu mà tôi đi đóng nước với ông như vậy là ông hiểu rồi ha. Hiểu rồi. Chứ tự nhiên có ai đâu
trong cái thời gian buôn bán tôi biết là tôi bán chỉ có một mình, nhà tôi chỉ có một mình, nên khi mà buôn bán tôi nghĩ tôi đi quay clip, mỗi lần tôi quay clip với ông là tôi sẽ đóng cửa tiệm đó, đi quay clip với ông là ông biết rồi đó. Nên có lời này tôi khó nói, hôm nay là nó xỉ nhiều lắm luôn, gắt tay lên trán, gắt giò lên trán luôn. Đúng hả? Cái lời này là nó là thì tôi phải ngồi kế được nghe mới được à? Ờ được, ngồi đó được, ngồi kế tôi mắc cỡ đó được. Thôi nói là tôi thăng hơn rồi, có gì đâu, ngồi xa xa. Thôi tôi gắt giò lên trán chứ đâu phải tôi gắt tay lên trán đâu mà thân. Bây giờ nói tóm lại là cái vấn đề là bây giờ là nó đi tôi đang hồi hộp giống như tim giờ tự nhiên tôi tim tôi đập mạnh lắm mốt. Hết nè trời. Tự nhiên giờ tôi vui dữ chạy. Hơn trúng số đúng không nội? Trời trời. Bây giờ là nói chung là tôi nói ông một điều rằng rồi nói đi, nói đi. Che giấu đây, hôm nay là tôi nghe không đó. Có nói. Đang tập trung đó. Đây, nói cho mọi người nghe coi. Tôi quyết định nghỉ làm YouTube. Một mình tôi không thể nào mà quán xuyến hết tất cả tùm lum hết trơn, tại vì bán tiệm nếu mà đi quay clip đâu phải chỉ liền trời, đi tới tối về nước đá thì tan, bánh trái thì nó hết hàng, mà tôi bán một ngày nghỉ một ngày giết khách hứa rồi nói chung nó bị hao mòn mất mát, người ta lại mua đồ hoài không có, nói chung là cũng mấy mà nhiều khi các bạn bình luận là nói và ngày sau rồi các ngày mới ra một clip, mà nhiều khi cũng có khi ngày nào cũng ra clip cũng có, tôi đi về clip với ông á, bây giờ tôi tàn phai nhan sắc rồi nè, giờ buông ra liền ngoài đường không thằng nào cái lụm đem về nuôi nữa, rồi con tàn phai nhan sắc luôn, xấu quắc luôn, không bán gì xuống, ngày trước tôi, trời ơi trời giết xấu quắc luôn, có xấu đâu trời, trời cũng xấu. Đẹp đâu đẹp, tại lâu lâu dọn dọn lên cho nó mát mát thôi. Hả? Thiệt. Chứ tôi mà bán, tôi mà đi đóng clip ông nữa, thêm nữa ha. Tôi nghĩ ha, là thiệt luôn á, là liền ra đường không ai dám hốt về nuôi luôn á. Ôm đi lụm lon luôn. Ta nói cái câu lụm lon gì không? Ở đi lụm bọc á. Thần ơi, tự nhiên không đi mua đồ mình không biết chuyện gì luôn. Biết rồi, chắc luôn để mình dự đoán cho các bạn xem. Sẽ đi mua đồ, chẳng hạn như là đi mua nước mía, trà sữa, rồi mua gì ngon ngon xịn xịn để cho mình ăn, rồi xong năn nỉ mình kêu mình làm lại. Năn nỉ kéo quần kéo áo cũng đừng nữa, không cho mình biết cái tâm năn nỉ chừng nào mình là làm lại thôi. Trời ơi, mình không có giá chứ các bạn. Trời ơi, bữa hổm bị ông làm mất giá, mất giá trị mình nha. Làm quý tèo ổng, quý tèo luôn rồi đó. Không. Lâu rồi đại ca. Trời ơi trời, cái gì vậy? Chị mua có 2 ly nước mía hả trời? 2 ly nước mía hả trời? Trời, nãy giờ tôi tưởng như trà sữa tôi hay gì? Đi mua đồ ăn xịn xòi tôi ăn hay gì? Trời trời! Úi, không nói rồi chứ. Chết thiệt chứ. Chị được nước mía nữa hả? Nãy giờ tôi ăn cơm mà bà điện tôi chạy ra cái một tôi khát nước chết tôi chưa uống nước. Rồi sao? Thì nãy giờ nghe nói chuyện không nổi chạy đi mua nước mía. Hả? Không phải đâu mà. Trời không kệ nước mía ăn được đỡ hơn không. Trời ơi trời.
Trả lời đi. Giờ tính cao đây ông nội. Có đầu khó. Cái gì? Hả? Thì đâu có gì đâu khó. Thì nghĩ rồi chia điện ra nghỉ. Có đâu trời. Không phải không hả? Chứ sao rồi. Chăng gì giờ tôi biết gì đâu. Nên sao? Ủa? Hả? Chia điện vậy? Ừ. Ông nội ơi. Thì ngó nghĩ thì nghĩ chia tiền ra nghĩ giờ chứ tôi biết gì vợ mình tôi cũng đâu quay được đâu tôi đâu biết chỉnh clip chứ tôi đâu biết gì làm gì đâu. Trời Phật ơi nãy giờ ông im buồn tôi tưởng ông buồn ông khóc chứ không có đâu. Nãy giờ tôi buồn tôi nghe mà tôi vừa nghe vừa buồn là nãy giờ tôi không nói chuyện được tôi khát nước quá trời tôi chưa nói được. Trời ơi trời ơi. Hả? Nãy giờ khát nước rồi hả? Ờ phải không ạ? Chia tiền ra nghỉ phủ hoàng vậy hả? Trời ơi, thì giờ ngô kêu nghỉ thì nghỉ thôi chứ phủ hoàng phủ gì? Trời ơi, đau lòng quá. Hả? Trời ơi, dạ này uống lộn thuốc hả? Trời ơi, nghĩ sao mà tôi nghĩ ông muốn buồn chứ hả? Hả? Ông đang nghỉ buồn chứ hả? Đang nghỉ được hả? Ủa? Ông mang bệnh ngố chứ không phải ông mang bệnh ngu rồi hả? À? Tôi nghĩ cho nghĩ chứ. Nghĩ thì tôi cũng nghĩ. Trời thật 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 thật. Tự nó ngói vậy anh đọc quá. Tôi lại thôi. Thôi mày về đâu đi. Tôi uống nước không vậy? Không có chuyện gì hết á. Mày tối lại là đi về đi. Mày sao? Tôi đi về đi. Tôi không biết được. Giờ là tôi ra suy nghĩ đợi. Vậy nó khùng hả? Tôi suy nghĩ đợi. Về tôi suy nghĩ có gì nữa thì cho ông hay. Hả? Tôi nghĩ mà không năng nỉ khỉ bóc gì lên trời. Hả? Tôi vậy mà trời trời đáng liếu mình năng nỉ tôi luôn chứ. Sao trời tôi nói ấm em đi đi ông không đi còn hay là tôi đá ông này ra bóng không hả? Hả? Trời ơi, buồn quá các bạn ơi. Má kèo á. Thôi bài các bạn nha.